chào khán giả đi em. Cả nhà ơi, đưa tay đứng trên ta chào nhau có được không ạ? Cùng chào sông hiếu nào. Ok. Và dễ thương, thank you. Rồi, em nghe em nhắm ơn vui đau quá. Đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thầm. Hổ thay lên đó. Đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên. Là người ban đêm cho anh những tiếng cười. Quá tiếng đẹp. Em ơi lại gần anh đứng đi, em hãy nhìn thoáng mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc nếu sống hay thì giờ. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Cùng hát thôi, được không ạ? Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái. Một tràng vỗ tay thật lớn cho sông dưới có được không ạ? Tự nghe ơi. Thank you, cảm ơn rất nhiều. Qua đây em, tiếp tục đổ ngoài qua đây chúng ta chào khán giả. Yeah, cảm ơn những cánh tay của tất cả mọi người ạ. Cảm ơn rất nhiều. Lát gặp nhau sau nha. Em đưa lại gần anh nữa đi. Em hãy nhìn thẳng mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tỉnh giờ. Một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Cả nhà ơi, vỗ tay nhỏ quá. Lần này mình cảm thấy lớn hơn chứ không ạ? Ok, cảm ơn rất nhiều. Ok, bây giờ sao đây? Khoan đợi. Thôi đứng dậy đi, đừng có quần quỳ gói đâu. Em đâu phải gái, em đâu phải con trai đâu mà em quỳ gói. Đâu phải là cầu hôn đâu. Em đợi anh tí xíu nha, cho anh xin một phút.